ở biển Công Tám. Giữ vé lại nha, chút còn tiếng cáp xuống quét nè. Chiều tới ngày đi quét cái chưa có cần cái thẻ. Thì đúng rồi, nó chỉ lên không cần thẻ rồi. Rồi đi xuống. Đó chiếu đúng thôi. Không rồi, vậy là giờ xuống rồi chút đưa vé xong rồi. Đưa vé thôi khỏi thẻ. Xuống là đưa giấy rồi. Tại nãy nó xuống lên cơ phải đi. Chung rồi xuống rồi đâu cần đâu mà bắt buộc phải xuống. Nãy hỏi tôi. Tại nãy nó lên là xác minh coi đúng không? Tên như ngày nãy công an, như ngày nãy công an nó hỏi gì đó, ví dụ coi đường xe có đúng tên. Nói đúng tên hỏi. Lỡ dụ mình cầm thẻ làm giả, hỏi lấy tên. Không về chứ không đi thi gì. Không nhìn ha, chống rồi nè, hai đông. Không, tại vì không, ra không quét mặt á, không quét mặt á, giống như đi thi gì. Coi giống không? Rồi xuống à. Vô. Nè giờ nhìn được rồi nè ba. Nè, nhìn thấy được cái tụi cái to rồi. Quay ổn rồi đó. Kìa quay đi ba. Ba quay kia ngầu quay đi. Ok. Cái bí nè. Đây nè mới thấy. Đã bán đồ lỗ à. Mười chín tháng bảy tới hai mươi bốn tháng bảy ngày mười bốn tháng sáu mười chín tháng sáu hai mươi bốn âm lịch là mình đang đi đúng ngày đó rồi nè. Kính mừng lễ vía quan thế âm bồ tát đạo là nãy mình nhìn thấy gì chưa à, nãy nghe tiếng này tưởng ai bột nãy lúc lên nó nuốt cái mí, nuốt cái mí. Ôi gần xuống rồi kìa. Ôi vẫn còn khói kìa, mấy cái khói hết trời. Ồ, xung quanh mình khói luôn rồi kìa. Thôi giờ mới nhìn thấy đây nè. Giờ tầm nhìn thấy là nhìn thấy rõ luôn à. Từ đây nhìn thấy nguyên ông Phật Di Lặc luôn rồi. Nãy mình mà ngồi. Gió dữ lắm, thấy gió ồ không? Hả? Gió dữ quá. Ngồi xuống đi. Đang gió dữ lắm, nó mây nó bào bào. Rồi mấy kép kêu lên. Ồ, đã. Nhầm gì đâu. Ôi dưới, tới tận ở dưới vẫn còn khói luôn rồi. Đồ tai nè. Xuống nhanh quá là mình thấy đồ tai thay đổi ốc sức á. Đây xuống đây có mấy phút à, 5 phút là tới. Ừ. Nãy trên giờ anh không khí lỏng. Tại nó làm gì là xuống dốc lắm bụng thấy không? Xuống thẳng quá đó. Ừ. Nó tan mà nó bị hù. Ôi, chùa Bà cũng gần đất liền, không có xa lắm. Chùa Bà cũng đi lên đường mà đi có bao lâu đâu. Chùa Bà nó dưới đất liền. Để xuống tới chùa Bà để cho nó đi toilet. Xong rồi chùa Bà xuống kia. Quy xi kia này. Trên bản đồ để có hai cái quy xi hả? Hai cái quy xi dưới. Đó mà nhìn thấy bên kia không? Nguyên cái dãy hồ là hồ Lục Tiến không á. À. Hiện chi kêu là ông Phật Di Lặc này. Tờ ông hướng rồi đó, ông hướng rồi. Hồ rộng lắm thấy không? Mênh mông. Thank you.
Thánh tụng này nè, cái này đó là nó là được ghi vô cái gì, ghi nét gì luôn á. Học mưa không? Thấy là mưa hột không? Ừ. Rồi lắc qua lắc lại luôn rồi. Sao không nhầm gì đó? Rồi. Vậy đó. Nãy mình nhìn được cái này là hay lắm á, nhưng mà nãy không nhìn được chi chứ, nhìn được chút xíu. Cái kiến này trời này đi tù.